Kính chào anh chị. Hôm nay, kế toán Việt Hưng hướng dẫn anh chị cách truy cập vào giáo trình thực hành kế toán. Anh chị truy cập vào website kế toán việt hưng.com. Chỉ con chuột vào giáo trình và chọn loại hình anh chị cần xem. Nếu anh chị làm bên loại hình doanh nghiệp, anh chị chọn là kế toán doanh nghiệp. Nếu anh chị làm bên đơn vị hành chính sự nghiệp, anh chị chọn là kế toán hành chính sự nghiệp. Anh chị muốn học để làm quản trị thì anh chị chọn kế toán quản trị. Ở đây em ví dụ em chọn là kế toán doanh nghiệp. Kế toán doanh nghiệp thì có các loại hình như xây dựng sản xuất vận tải, nhà hàng khách sạn và dịch vụ, bất động sản. Trong các lĩnh vực này thì sẽ có rất nhiều các khóa học nhỏ. Mỗi khóa học đều có các phần như là hướng dẫn chung, đầu kỳ thể hiện các cái số liệu đầu kỳ, trong kỳ thể hiện các hóa đơn chứng từ phát sinh trong kỳ và cuối kỳ là các báo cáo và sổ sách kinh nghiệm thực tế mở rộng, sơ đồ lân chuyển chứng từ và cách sắp xếp chứng từ, trắc nghiệm và hỗ trợ học viên sau khóa học. Khi anh chị đang có nhu cầu tìm hiểu xem thử giáo trình bên kế toán Việt Hưng, thì kế toán Việt Hưng có để xem thử ở phần đầu, phần nào anh chị thấy có dòng màu xanh, tức là anh chị sẽ vào để xem được tài liệu. Để vào xem thử thì anh chị không cần phải đăng nhập. Và tại phần xem thử này, thì anh chị cũng xem được đầy đủ các cái video tại phần đó anh chị lưu ý trang nào có list video anh chị sẽ tích vào từng dòng trong list video để nghe video hướng dẫn để đóng video anh chị nhấn vào dấu x màu đỏ muốn zoom màn hình video để được to hơn anh chị nhấn vào full screen ở góc dưới bên phải của màn hình video để thoát chế độ khỏi màn hình anh chị nhấn vào phím esc trên bàn phím và đóng video lại. Để chuyển trang sang các trang khác, anh chị nhìn vào phần trình đơn, tích vào trang anh chị cần xem. Để chuyển sang phần khác, anh chị chọn, tích chuột vào tên khóa học và lựa chọn phần để anh chị xem tiếp. Kéo xuống dưới thì anh chị có thể xem và làm trắc nghiệm miễn phí. Trên đây là hướng dẫn cách vào giáo trình của kế toán Việt Hưng khi anh chị đang trong giai đoạn tìm hiểu về khóa học. Kế toán Việt Hưng chắc chắn rằng khi anh chị tham gia khóa học này thì anh chị sẽ cảm thấy hài lòng và có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc xử lý số liệu, báo cáo kế toán, phân tích dòng tiền và đưa ra được những chiến lược cho doanh nghiệp. Kế toán Việt Hưng rất vui khi được chia sẻ kinh nghiệm đến anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.